Với địa hình đồi Bát Úp, đất Gò Thấp, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên được thiên nhiên ban tặng điều kiện rất thuận lợi để phát triển chăn nuôi gà thả đồi quy mô lớn. Xuất phát từ truyền thống chăn nuôi của địa phương, nhiều hộ dân tại xã Tân Khánh, huyện Phú Bình đã quyết định thành lập hợp tác xã gà đồi Đông Thịnh. Gà đồi Phú Bình được người tiêu dùng biết tới với ngoại hình đẹp, thịt chắc, thơm, trứng có tỷ lệ lòng đỏ cao, nặng tới 2,5 kg một con. Để cho ra những sản phẩm chất lượng, đảm bảo an toàn dịch bệnh, đàn gà được chăn thả tự nhiên, kết hợp với quy trình chăm sóc khép kín từ chọn con giống, vệ sinh chuồng trại, kiểm tra thú y tới khi xuất bán. Quan trọng nhất chắc chắn là nó sẽ phải là con giống hàng đầu rồi. Bởi vì con giống quá tốt thì vẫn sau này thì mình chăm sóc nó mới thuận lợi và mới có chất lượng nó mới tốt được. Chăn nuôi với quy trình chặt chẽ là thế, nhưng trong 2 năm qua, sản lượng chăn thả gà của toàn hợp tác xã gà đồi Đông Thịnh đã giảm từ 60.000 con xuống còn 40.000 con do giá bán thấp, đầu ra bấp bênh. Đây, bây giờ tôi đang bán là giá 70.000 một cân. Người so với năm ngoái là giảm hơn 5-7-10 giá. Năm ngoái có thời điểm là 80, 78-80. Năm nay thì nó chỉ dao động ở 70-72 rồi thì quay lùi thôi. Bây giờ chăn nuôi thì cũng không phải là nó ngắn thời gian, cũng 5 tháng mới được bán. Bây giờ bán rồi cái giá cả là nó thấp rồi nó không có công. Theo đại diện hợp tác xã gà đồi Đông Thịnh, đầu ra của gà đồi Phú Bình trong 2 năm vừa qua gặp rất nhiều khó khăn do người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu đối với các sản phẩm đặc sản có giá bán cao. Cùng với đó, phải chịu sự cạnh tranh gắt gao của sản phẩm gà công nghiệp. Trong khi đó, hợp tác xã vẫn chưa có doanh nghiệp ký kết tiêu thụ. Điều này khiến cho nhiều hộ dân giảm hoặc dừng chăn nuôi gà đồi quy mô lớn. Hợp tác xã cũng rất là mong muốn các cơ quan ban ngành là giới thiệu cho các xã kết nối với các doanh nghiệp nào đó để bao tiêu cái sản phẩm cho hợp tác xã với một cái giá ổn định. Theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp địa phương, bà con nên có kế hoạch chăn nuôi gà đồi phù hợp, không vì thấy giá cao mà tái đàn ổ ạt, dễ dẫn đến cung vượt cầu. Thay vào đó, người chăn nuôi nên tập trung nuôi gà theo hướng an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, áp dụng công nghệ để quảng bá sản phẩm, để tiếp cận tới nhiều thị trường mới.